kêu lại không có gì là làm lại được sao. Chào mừng các bạn đến với một ngày mới của chúng ta ngày hôm nay. Và hôm nay video của mình thực ra xuất phát hôm nay là ngày 27 tháng 5 thứ hai đầu tuần. Chào mừng các bạn một ngày mới, một tuần mới. Chúc các bạn một tuần mới tràn đầy năng lượng. Còn hôm nay bọn mình xuất phát từ buổi trưa, vì tối qua bọn mình cũng edit clip khá nhiều nên bọn mình muốn đây hôm nay xuất phát với cái buổi tập. Thì thực ra là buổi trưa nay mình có ăn chút rồi, nhưng mà cái thời gian ấy mà mình ăn cái trước cái buổi tập đấy nó khá là nhiều, tận 3 tiếng liền. Nên là bây giờ mình sẽ bổ sung nhẹ thôi, một bữa rất là nhẹ bằng cái muỗng whey của mình, rất thế là đủ. Còn hôm nay chúng ta sẽ đến với buổi tập ở full day. Các bạn thấy hôm qua anh Việt edit thế nào? Đẹp không? Nếu các bạn thấy thích anh Việt hãy cho mình một like. Nếu các bạn muốn anh Việt edit tiếp, comment ở dưới để anh đi phải có thể edit được nhiều video đẹp như thế. Ok. Còn bây giờ chúng ta sẽ uống nước whey và đi tập buổi tập ngày hôm nay. Đến với buổi tập pool ngày hôm nay của chúng ta thì chúng ta gần như là lặp lại cái buổi tập pool 1 của chúng ta khoảng tầm cách đây một tuần trước thì phải. Và cái mục tiêu của mình ngày hôm nay là sẽ cố gắng tập các bài đấy, và với cái mức tạ nó nặng hơn một chút hoặc là cái số rep nó cao hơn một chút, chỉ cần hơn thêm một rep hơn cũng được, miễn là làm sao chúng ta tập cái buổi tập này nó phải hoàn thiện và nó hơn cái buổi tập của tuần trước. Và để nó thực sự hoàn thiện và cháy như thế thì chúng ta phải có một phần khởi động. Hôm nay mình vẫn đi bộ 3 phút, xong rồi mình kết hợp thêm các bài tập khởi động nho nhỏ, accessory khởi động khớp, rồi cũng như là mình bơm thêm máu vào cơ. Các bạn có thể thấy là mình tập những bài isolate, mình pull down một tay hay là row một tay để làm sao mình bơm máu vào cái cơ xô cơ lưng của mình. Đó sẽ là bài rope table pullover, đây là long rope nhá. Chúng ta sẽ có hai set. Set 1 là 12 đến 15 reps và set 2 cũng 12 đến 15 reps. Nhưng cả hai set này đều áp dụng cách tập rest pause, là có nghĩa là khi chúng ta thực hiện chết nhá, nhớ phải chọn mức tạ chết từ trong 12 đến 15 reps. Chúng ta bỏ cái dây xuống, chúng ta nghỉ khoảng tầm 15 đến 20 giây, xong rồi chúng ta kéo hết số rep mà chúng ta còn cảm thấy ở trong người, còn lại bao nhiêu cái kéo chết hết. Thì đấy là bài đầu tiên. Mấy bài đầu tiên của chúng ta ấy là cái rope cable pullover ấy. Thì với cái rope này ấy, thường các phần tập như mình đã nói với các bạn từ lần trước rồi, là cái các dây thừng ấy nó có tạo rất là ngắn, nên là nếu các bạn có cái dây rope dài, cái dây thừng dài tập phần tập rất là tuyệt vời. Còn nếu không có thì các bạn có thể chế như mình, là mình sẽ dùng hai cái dây thừng phần tập ấy. Thực ra là thời gian mình tập là phòng mới mở cửa nên là nó khá là vắng nên mình cũng tận dụng được, thì mình dùng hai cái dây thừng này. Mà vì sao lại cần dây thừng dài ấy? Vì đôi khi cái chuyển động của rope pullover ấy, khi mà chúng ta tách tay ra, nhưng nếu mà cái dây thừng bình thường các bạn sẽ không đưa tay ra hết được, và để chúng ta đi sâu hẳn vào, như vậy chúng ta không thể kích hoạt được toàn bộ cơ xô khi mà chúng ta thực hiện chuyển động đấy. Nên khi có cái dây thừng dài này, nó cho phép chúng ta đi sâu hơn và gồng căng hơn, như vậy chúng ta kích hoạt được nhiều nhóm cơ hơn, đúng không? Nên là hãy thử xem, thử nghiệm, nếu mà các bạn có điều kiện, nếu mà phòng đang có người và có đủ đồ cho bạn tập, cứ thử nghiệm, không sao hết nhá. Bài thứ hai của chúng ta sẽ là Pendlay Row. Và với Pendlay Row này, mình có hạ tạ so với tuần trước, mặc dù mình có dùng strap. Tại vì lý do là tại vì sao? Tuần trước mình đã thực hiện tầm 80 với 6 rep. Nhưng với 6 rep đấy, mình cảm nhận như là mình không giữ xuống chậm hẳn để cho cái cơ nó chịu thêm một chút lực ấy. Thì ở đây mình muốn hạ tạ xuống, và thực ra là mình tập được đến tận 10 reps liền. Và khi mà các bạn thấy mình tập nha, mình sẽ kéo lên và mình cố gắng, kể cả các bạn có giữ được khoảng tầm nửa giây đến một giây khi lúc nó trả xuống thôi, thì hãy cứ cố gắng giữ cho mình để làm sao cơ nó chịu đựng được cái áp lực từ cái tạ ai nó kéo xuống. Và như vậy đúng với cái mục đích là chúng ta tập cho cơ để chúng ta build cơ ấy. Thì hiệp đầu tiên của chúng ta là 6 đến 10 reps nhá, và hiệp thứ hai của chúng ta là 10 đến 15 reps. Kể cả mức tạ thứ hai các bạn có giảm thì hãy cố gắng tìm được cái mức tạ nào các bạn tập mà các bạn vẫn chết được trong khoảng từ 10 đến 15 reps. Để
đến với bài thứ 3 của chúng ta thì mình cần các bạn khởi động một chút, có nghĩa là khoảng tầm 1 đến 2 hiệp. Và bài thứ 3 đó là bài Rack Pull. Và chúng ta sẽ có 3 hiệp nhá, nhưng mà hiệp đầu tiên luôn là hiệp tập nặng nhất. Và hôm nay chính vì mình có cái giá strap ấy, thì mình tập nặng hơn một chút so với tuần trước. Hiệp đầu tiên của chúng ta đó là 5 đến 8 rep. Và với mức tạ ở đây mình tăng lên so với tuần trước rất là nhiều. Có một cái điều mà mình muốn dạy các bạn mới tập ấy, khi mà các bạn dùng strap ấy, hãy cố gắng quấn thật là chặt. Và khi mà các bạn set up nhá, cái bài rack pull này này, là nó sẽ xuất phát từ đầu gối thanh tạ. Cái đường đi của thanh tạ nó sẽ xuất phát từ phần đầu gối, nên là ở phòng tập nào các bạn có thể hạ được cái chắn ở hai bên xuống ngang cái phần đầu gối thì các bạn có thể hạ xuống. Còn cái phòng tập nào như phòng tập của mình nó không có cái thanh chắn đấy, thì các bạn hãy tìm một cái bục nào đó đủ để diện tích các bạn có thể đứng lên được. Và cái mức tạ của chúng ta, cái mức thanh tạ của chúng ta ấy, nó sẽ ngang phần đầu gối, thì nó sẽ khác biệt với cái deadlift thông thường là như vậy. Và cái động tác này nó sẽ tập trung chủ yếu vào phần lưng dưới của các bạn rất là nhiều. Nhưng kể cả các bạn có tập nặng đi chăng nữa thì mình vẫn cứ khuyên các bạn là hãy cố gắng tập thử đúng động tác của chúng ta. Hiệp đầu tiên 5 đến 8 reps như vậy, và hiệp thứ 2 và hiệp thứ 3 sẽ là 10 đến 12 reps. Tất cả các 3 hiệp hôm nay mình đều tăng được mức tạ, tăng được cái personal record. Thực sự rất là tự hào. Để rồi sang bài thứ 4. Hôm nay chúng ta sẽ tập hơi khác hơn một chút, là hôm trước chúng ta sẽ tập dumbbell row đúng không? Hôm nay mình muốn các bạn tập với là cái máy hammer strength row này. Và với những bạn nào không có cái máy hammer strength row này thì các bạn có thể tập với dumbbell row như mình tập tuần trước. Đúng không nhỉ? Đúng rồi, ngày pull 1 của tuần trước ấy. Còn nếu các bạn nào có, hãy cùng mình trải nghiệm bài này. Bài này ấy, mình sẽ không ngồi. Các bạn sẽ thấy là mình hơi mình dựa vào nó thôi chứ mình không ngồi. Và ở đây thì mình, thay vì mình tập hai tay thì mình sẽ tập từng tay một. Cái lý do là mình muốn kéo thực sự cái tay ấy nó xuống sâu ơi là sâu. Các bạn có như thế nhìn đấy. Còn khi mà mình kéo cả hai tay cùng lúc ấy thì nó sẽ không xuống được cái độ sâu như vậy, để cái cơ xô nó gồng căng như vậy ấy. Và khi mà mình trả ra, mình cứ hơi quay người sang một chút để nó căng cái phần cơ xô của mình ra. Và hiệp đầu tiên của chúng ta sẽ là 6 đến 10 reps. Và 6 đến 10 reps thì mình muốn các bạn là chọn đúng mức tạ. Còn các bạn nào không chọn đúng được cái mức tạ, có thể nặng hơn, có thể nhẹ hơn. Ví dụ nhẹ hơn như bản thân mình, mình chọn là 40 cân mỗi bên ấy. Nhưng mà lúc đầu mình cứ nghĩ là chắc là khoảng tầm này là chết rồi. Nhưng mà khi mà mình tập đến cái thứ 10, mình nghĩ là không, cái này mình tập thêm được nữa ấy. Thì lúc đấy mình không dừng lại mà mình tập tiếp. Ở đây thì mình tập được khoảng tầm 12, 13 rep gì đấy. Xong rồi mình đổi tay, mình cũng tập tương tự như vậy. Và thành ra là khi ở cái hiệp thứ 2 của chúng ta là từ 8 đến 12 reps ấy, mình không cần phải thay đổi tạ gì nữa, mà mình chỉ biết là tuần sau mình sẽ phải tăng tạ ở cái hiệp 1 để tập có thể nặng hơn, từ 6 đến 10 reps chẳng hạn. Đấy, nếu các bạn nào mắc phải cái sai lầm như mình là chọn sai tạ ở hiệp đầu ấy. Mặc dù đây là mình đã có khởi động 1-2 hiệp rồi, nhưng hãy cứ tập đến chết, tại vì chúng ta đang tập cách tập đến chọn cách tập đến failure đúng không? Nên là cứ tập đến chết không sao cả. Bài thứ 5 của chúng ta sẽ là lat pull down. Và với lat pull down hôm nay chúng ta có strap rồi, và chúng ta rút kinh nghiệm từ tuần trước đấy. Tuần trước mình cũng mắc sai lầm là mình chọn không đúng mức tạ. Đấy là mình chọn nó hơi nhẹ, nên tuần này mình đã chọn được cái mức tạ của hiệp đầu tiên là từ 8 đến 10 reps là 64 cân. Và ở đây mình tập được 10 reps, và thực sự là mình cảm thấy rất là chết ở cái rep thứ 10 này. Nhưng mà tuần sau có thể mình sẽ nâng tạ lên một chút để làm sao mình tập khoảng tầm 8 rep, khoảng tầm 68 cân chẳng hạn, để chúng ta luôn luôn có thể progressive overload đấy. Và hiệp thứ 2, hiệp thứ 3 của chúng ta sẽ quay trở về với mức tạ là 57 cân. Đấy là bản thân mình nhá, nhưng mà các bạn hãy chọn mức tạ nào các bạn có thể chết trong vòng 12 đến 15 reps, lặp đi lặp lại như thế. Nhưng mà đừng quá bận tâm nếu hiệp 2 các bạn có thể thực hiện khoảng tầm 13-14 reps, xong rồi tự nhiên hiệp 3 các bạn dùng cùng mức tạ đấy mà các bạn chỉ tập được khoảng tầm 11-12 reps. Không sao hết, tại vì cơ của chúng ta hiệp 2 ấy nó có nhiều sức hơn hiệp 3 mà, nên là nó sẽ hơi yếu hơn một chút thôi, không phải lo lắng gì hết. Mà hãy cứ cố gắng tập đến chết, đến khi mà cái bản thân các bạn cảm nhận là chết rồi, tập nốt rep này là hết sức rồi, hiệp rep sau không thực hiện được nữa, thì ok dừng lại bỏ ra. Để rồi sang bài thứ 6 của chúng ta, sau khi xong với show bài thứ 6 chuyển sang vai sau. Và hôm nay thì mình sẽ tập với nhiều volume, nhiều reps hơn một chút. Với bài 6 này là chúng ta sẽ tập với rear delt dumbbell flies. Với rear delt ấy thì mình sẽ có 3 hiệp này số reps sẽ giống nhau cho các bạn. Mỗi hiệp mình cần các bạn thực hiện cho mình từ 15 đến 20 reps đến failure. Và hôm nay chúng ta sẽ áp dụng cách tập rest pause, là sau khi 15 đến 20 reps chết ấy thì các bạn hãy tập thêm một số rep nữa. Các bạn có thể tập được tầm 10 reps cũng được, hoặc là 15 reps nữa cũng được. Làm sao các bạn chết hết sức ở trên trong vai sau của các bạn. Có một cái tip khi các bạn nhìn thấy mình khi mình tập nhá, lúc ban đầu mình xuất phát là mình sẽ hướng hai cái tạ hoặc là hướng hai cái lòng bàn tay mình về phía sau, thì lúc đấy mình sẽ cho dồn cái lực vào cái phần ngón út ấy, hơi phần cuối của cái lòng bàn tay của mình, phần ngón út ấy, phần sau ngón út. Còn khi nào mình gần như là chết rồi, mình không thể thực hiện thêm được nữa ấy, thì mình sẽ quay hai lòng bàn tay
vào nhau, vào người ấy, để làm sao nó trợ lực thêm một tí để mình tự tập thực sự chết. Thì đấy là một cái tip nho nhỏ mà mình hy vọng các bạn có thể tập được vào vai sau nhiều hơn. Bài thứ 7 của chúng ta sang với tay sau, Preacher Girls. Thực ra thì hôm nay sẽ là một bài mà các bạn có thể chọn các máy tùy tập. Thì ở đây các bạn có thể chọn máy Preacher Curl như mình, hoặc là Standing Cable Curl, hoặc là các máy nào tập tay trước mà ở phòng tập các bạn có. Chỉ cần các bạn áp dụng đúng cách tập của mình. Ở set 1 của chúng ta nó sẽ là 6 đến 10 reps. Set 2 và set 3 sẽ là 10 đến 15 reps với mức tạ nhẹ hơn. Nhưng mà set 3 của chúng ta, chỉ vì riêng mình set 3 thôi nhá, riêng mình set 3 thì hãy tập thêm một cái rest ball nữa cho mình. Có nghĩa là sau khi xong 10 đến 15 reps, hãy cố gắng nghỉ một chút và tập tiếp cho mình chết thực sự cái tay của bạn. Nên rồi sang cái bài cuối cùng ấy, bài hôm nay Dumbbell Hammer Curls của mình, thì sau khi cái bài Preacher Curls kia nó cực kỳ cháy, tay mình cháy lắm rồi, nên là hiệp đầu tiên của mình, không, hai hiệp đầu tiên của chúng ta sẽ là 6 đến 10 reps với mức tạ nặng. Nói là nặng ở đây thôi, nhưng mà với bản thân mình lúc đấy mình chỉ cần cầm cái cục 15 cân ấy, 15 cân mỗi bên thì rất là chết, và mình chỉ tập được tầm hình như 6 reps đấy, xong rồi mình phải rest ball để mình tập đến 10 reps ở cả hai hiệp đầu này. Còn hiệp 3 thì mình sẽ hạ tạ xuống khoảng tầm từ 15 cân xuống 10 cân ấy, thì mình tập đến 12 đến 15 reps, ở đây mình tập được 15 reps. Và đấy là buổi tập của chúng ta ngày hôm nay, mình hy vọng các bạn sẽ rất thích được buổi tập này. Chúng ta sẽ còn gặp lại ít phút sau video này nữa. We just want the sun down, give up when it's too hard. Chào mừng các bạn đến với một ngày mới. Hôm nay chúng ta là ngày nghỉ, và hôm nay thì mình sẽ update cho các bạn về các sự thay đổi của mình trong tuần này, nó có những cái gì. Đầu tiên đấy là các bạn vừa thấy là mình vừa mới tập xong cardio, và tuần này thì mình chỉ có 3 lần cardio. Không phải chỉ có mà là tăng từ 2 lần đến 3 lần cardio. Và với cái nhịp tim đã tăng từ 120 beat per minute lên 140 beat per minute. Và mình thích tập fast hơn, mình thích tập ở buổi sáng hơn. Để cả ngày, kể cả ngày nghỉ hôm nay ấy, thì mình sẽ có nhiều hoạt động hơn một chút. Và thêm nữa là số step của chúng ta đã tăng lên 12.000. 12.000 các ông ạ, 12.000 nhá, không tính cardio. Để không thèm đeo đồng hồ, mình thường mình đeo đồng hồ ấy. Yeah. Ê, anh Việt dậy chưa? Rồi, tưởng dậy. Xuống chạp đó anh Việt. Anh giúp mà. Hôm nay chúng ta sẽ cho hai anh em kia đi ăn một cái đặc sản mới của Thanh Hóa, đó là bún chả vỉa hè. Love, I love you every second, even when we mess up. Đây anh. Đây anh chứng nhé. Chấm. Cái đồ tiền lắm. Ăn chấm, ăn miếng chả. Cảm giác thế nào anh? Khác gì so sánh với bún chả Hà Nội? Bún chả Hà Nội là không có bún này đâu. Đúng không? Cái này bún này ở Hà Nội sẽ là bún đọng. Đúng rồi. Bún chả ngoài Hà Nội là ăn bún dối đúng không? Đúng rồi. Ăn cái này có khác gì ở ngoài Hà Nội không? Khác ở nước. Ra cả nước khác. Chả cũng khác nữa. Ngon không? Từ 1 đến 10 cho bao nhiêu điểm? 9 cơ à? 9 cơ à? 9 cho ăn đi. Cho bao nhiêu? Em cho 7,5. 7,5 đấy à? Ôi. Này hai ông này khó tính quá. Mình là mình cho 10, 11 trên 10. Cái này là món ăn từ tuổi thơ của mình. Năm ngoái cân hưng ăn ở đây này. Hôm nay thèm quá nên phải đem cái này đi ăn. Và mình chỉ ăn một tí này, tí bún này, hai cái chả gọi là hạ thôi các bạn ạ. Thì thèm quá thì chúng ta cũng nên đi ăn một chút, nhưng mà hãy kiểm soát cái lượng đấy nhé. Mời các bạn. A few moments later. Đùa chứ ăn không bỏ dính răng anh em ạ, ăn xong rồi anh em vẫn ăn.
Thôi, chúng ta hãy chịu đựng để lúc nào chúng ta quay trở lại bốc sẽ được ăn nhiều. Bây giờ là 3 giờ và chúng ta sẵn đánh thức con em dậy để tập. Ê, đâu rồi? What? Ừ. Đã dậy ăn rồi à? Tự giác thế. Các bạn nghĩ là có nên làm một clip cho anh Việt đi tập không? Comment dưới nhé. Anh Việt có thích không? Anh Việt à? Thoải mái đúng không? Vì các bạn đúng không? Đi. Không, mình làm hẳn một video riêng luôn cơ mà. Trời ơi. Các bạn, con gái mệt lắm. Mấy tiếng rồi vẫn chưa xay xong quần cái quần áo để đi tập. Chờ người nơi ơi, 30 phút rồi vẫn chưa thấy nó xuống. Cliche, we're on the run. This is what we waited for. Như các bạn thấy hôm nay thì bọn mình chỉ làm một video update như bình thường. Nhưng mà thực sự cái một cái buổi tập hôm nay ngày nghỉ của mình cho em gái mình đi tập. Và mình mới nhận ra một cái điều rằng trong cái buổi tập này khi thực ra là bọn mình mới khởi động này. Và các bạn chỉ thấy một shot mà bọn mình quay đâu. Tại vì bọn mình chỉ cần quay đúng một shot đấy để vì mình dặn anh Việt về là chung là kiểu quay lúc nào vào hẳn bài tập ấy, còn lúc đầu thì cứ để cho em ấy khởi động xong rồi mới tập bài đầu tiên sang bài thứ hai, và hôm nay mình cho em nó tập cái phòng mình hay tập ấy, thì tự nhiên mới sang hiệp thứ hai nó bị không biết nó bị sốc kiểu gì mà nó không thở được, mà đấy là mình chưa cho một tập cái gì nó cực kỳ nặng, thì mình mới ngồi suy nghĩ từ nãy giờ trong cái chặng đường mình đi về ấy. Mình mới cảm giác như không biết cái vấn đề gì xảy ra với nó rồi, nó có bị dị ứng hay không hay này hay kia. Thì mình mới có một cái suy nghĩ là đôi khi ấy, không phải ai người ta cũng mới quen một cái môi trường gì đó, đặc biệt là học sinh, sinh viên hay là kể cả những người mà người ta lâu không vận động hay này kia ấy. Giống như kiểu em gái mình, ok em gái mình cũng không phải vận động nhưng mà nó đang sống trong quen trong một cái môi trường ấy là có không khí điều hòa rồi thế này thế kia. Nên khi ra một cái phòng tập mà phòng tập phùi chẳng hạn, ở đây mình không muốn nói là kiểu ôi rồi ôi các bạn sẽ nghĩ là ơi tiểu thư đây này kia, không, nó cũng giống như một em bé vậy. Ý mình là khi mà cái hệ điều hành, hệ thống thở này, hệ miễn dịch này, hay là kể cả cách mà cái hệ hô hấp của các bạn lúc nào ấy, cái, hay là những người mới tập, các bạn sẽ để mà xem sẽ có những người khách hàng người ta có hệ hô hấp rất là khỏe, hay là cái hệ tuần hoàn rất là khỏe, hay hệ miễn dịch rất là khỏe, bởi vì trong cả một quá trình thời gian ấy, họ đã build up dần dần qua các lối sống của họ. Thì với em gái mình ấy, thì mình cảm nhận như là nó đang bị yếu cái phần về hệ hô hấp như thế, nên là khi vào một cái môi trường kiểu không khí nó hơi dày đặc như thế ấy, nó rất là khó để thở, và thành ra cái cơ thể nó phản kháng lại sau chỉ xong khoảng tầm 2-3 hiệp tập hoặc là 2-3 bài khởi động thôi, nó đã rất là khó thở rồi. Còn khi mà như hôm trước mà mình tập cho em mình, lúc đấy cái không khí ở cái phòng tập đấy là nó đang rất là thoáng, vì lúc đấy phòng cũng sắp đóng cửa rồi nên là tập hoàn toàn ok, hay kể cả mình đã tập cho em gái mình từ đợt trước rồi nên em gái mình tập hoàn toàn bình thường, nên là hôm nay mình tự nhiên rất là lo lắng. Và đôi khi cái này nó làm cho mình cái nhận ra một cái điều rất là mới như vậy đấy, không phải ai cũng có thể thích nghi hoàn toàn được với cái áp lực ban đầu như vậy. Nên là các bạn đừng assume, các bạn đừng, nếu các bạn là những người coach, đừng assume là gì? Assume là
cứ cho rằng là người ta đã khỏe rồi, cứ cho rằng thế này thế kia, xong rồi tự nhiên không thấy người ta không tập được, lại tạo áp cho họ là bảo sao tại sao không tập, không tập này cái máy lười này không. Và đấy cũng chính là một phần đấy của online coaching và mình rất ghét, đấy là mình không thể đứng bên cạnh để mình chỉ được. Ví dụ như là kể cả những bạn nào mới tập mình đến gặp mình ấy, bảo là em mới tập em không biết thế này thế kia, ok mình có thể chỉ, nhưng mình luôn luôn bảo là có một cái khuyết điểm rất lớn là mình không thể bao giờ đứng bên cạnh để mình có thể chỉ được là các bạn tập động tác này thế kia, thì rất dễ các bạn bị chấn thương. Hoặc là đấy, như em mình chẳng hạn, nó mới tập nó bị vấn đề như thế, nếu mà gõ chữ ra cho mình còn không biết được là cái vấn đề đấy có thực sự đã xảy ra hay không, hay là người ta chỉ là lười chẳng hạn. Đấy, khi mà cái online coaching bản thân mình, đấy là một mục tiêu mình sẽ trong tương lai xa mình không muốn làm thế, mà mình muốn tập trung trực tiếp cho những người mà mình có thể tập trực tiếp như vậy để mình biết, mình hiểu vấn đề của họ. Nên là hôm nay một cái bài học cảnh tỉnh cho mình, để mình biết được là tất cả mọi người nó đều không giống nhau, không có ai phù hợp với chương trình nào y hệt nhau được cả. Có người người ta mới bắt đầu, có người người ta chưa hoạt động bao giờ, có người người ta luôn luôn tiếp xúc với những môi trường, những cái môi trường gọi là không khí nó cực kỳ trong lành, đến khi mà họ vào những cái môi trường khác, điều kiện khác, nó làm cho họ cái hệ điều hành hay là cái hệ sức khỏe của họ chưa cảm nhận được, chưa miễn dịch được, chưa hấp thụ được, thì lúc đấy mình phải học hỏi là bằng cách xây dựng những cái đấy của họ trước. Cũng giống như là như mình bảo với các bạn thôi, khi bắt đầu các bạn bắt đầu một chế độ ăn đấy, các bạn không thể làm một phát các bạn cực kỳ khắt khe đây này đây kia, các bạn sẽ bị bỏ cuộc nhanh đấy. Lúc ban đầu ấy, chúng ta thay dần bằng những cái nhỏ nhất, những cái thói quen nhỏ như bỏ đi một vài những cái đồ ăn vặt lung ta lung tung, thì dần chúng ta build up lên dần thì nó mới tạo thành thói quen của cơ thể, chúng ta mới thích nghi được. Nên là mình hy vọng cái buổi hôm nay đã là một bài học cho mình, và mình cũng hy vọng đấy là một cái bài học nếu các bạn theo dõi video của mình, các bạn cũng có thể rút ra được. Và như hôm nay sau cái đấy mình cho con em về luôn, mặc dù là nó bảo là em thở một lúc là được rồi tập tiếp, nhưng mà mình muốn là cho nó nghỉ một buổi để hôm sau có thể quay trở lại, và mình sẽ tìm lại những cái môi trường nào có thể thích hợp hơn để cho em nó tập nhá. Hãy cố gắng, nếu các bạn muốn tốt cho những người xung quanh mình, hãy cố gắng làm sao tìm hiểu thật kỹ những cái điều gì thực sự tốt cho họ, và để rồi sau này khi mà có việc gì xảy ra, các bạn cũng không hối hận là các bạn đã làm hết tất cả những cái gì các bạn có thể giúp họ được, đặt để cái thành tựu của họ bất kỳ gì. Quanh thân vô chân vô tay vậy. Từ từ. Anh bê được cùng bố em đi, để em lo đầu đấy. Bê đồ kia đi. Từ từ, đợi bố về để con dắt. Hấp tập từ từ. Nâng. Đẩy lên. Khoan, từ từ. Không sợ vết bẩn. Trời ơi.